quý vị và các bạn, lá lốt thì là một loại cây rất quen thuộc. Bên cạnh tác dụng như một loại cây gia vị thì lá lốt thì còn có những tác dụng rất là hữu ích đối với sức khỏe của mỗi con người. Để tìm hiểu kỹ hơn về loại cây này, đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hải Yến, phó trưởng khoa nội nhi ngũ quan của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Những vị thuốc quanh ta. Thưa bác sĩ ạ, chúng ta vừa tìm hiểu về những đặc điểm riêng của lá lốt. Vậy thì trong đông y thì lá lốt mang những đặc tính như thế nào, bác sĩ có thể giới thiệu đến quý vị khán giả được không ạ? Trong đông y của chúng tôi ấy, thì lá lốt ngoài tác dụng là một gia vị sử dụng để chế biến món ăn, thì lá lốt trong đông y chúng tôi còn được gọi là tất bát, là vị thuốc có vị cay, tính ấm, dùng có tác dụng phát tán phong thấp, dùng để điều trị các chứng đau xương khớp, các bệnh liên quan đến tê, nhức xương khớp, đau mỏi xương khớp. Ngoài ra thì còn có tác dụng là kích thích tiêu hóa, điều trị các chứng mà ỉa chảy, tiêu chảy do phong thấp. Dạ vâng, vậy thì với những đặc tính như vậy thì lá lốt có thể áp dụng để thực hiện những bài thuốc và chữa bệnh như thế nào thưa bác sĩ ạ? Các bài thuốc mà chúng tôi sử dụng cái vị thuốc lá lốt ấy, thì đầu tiên là chúng tôi sử dụng toàn thân trên mặt đất của cây lá lốt, đun lấy nước uống hàng ngày, còn bã thì dùng ngâm tay chân để điều trị các cái chứng là da mồ hôi trộm, da mồ hôi tay chân. Khi mà sử dụng lá lốt để chữa đau xương khớp ấy, thì chúng tôi thường phối hợp lá lốt cùng với lại ngải cứu, chúng tôi rang nóng lên và dùng đắp ở các cái vùng mà đau. Ngoài ra thì còn một bài thuốc nữa có thể dùng đến lá lốt, đó là sử dụng lá lốt kết hợp cùng với lại rễ bưởi bung, vòi voi và cây cỏ xước để điều trị các chứng phong tê thấp của người bệnh. Lá lốt thì ngoài cái tác dụng điều trị đấy ra thì chúng tôi còn sử dụng lá lốt sao giấm cùng với ngải cứu để điều trị các cái thoái hóa khớp gối, đặc biệt là thoái hóa khớp gối, thoái hóa khớp đắp lên vùng đau. Tuy nhiên thì lá lốt cũng như các vị thuốc khác đều cũng có những chống chỉ định nhất định. Lá lốt thì sẽ không dùng đối với người mà có phế tỳ, có thực nhiệt, và những người mà có hỏa uất thì không nên dùng lá lốt. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất là bổ ích trên ạ. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index,
BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.